Chào các bác nhé, thì chiều nay em về được một con Rado Golden House size là 36 năm các bác, đẹp xuất sắc nha. Em ơi, gắn cái dây vào đấy, bọc vàng 18k toàn thân. Xin lỗi các bác, phía niềng với tay thôi nha các bác, phía dưới là vẫn nắp đáy vẫn tránh nha. Cả niềng và tay là bọc vàng hết nha các bác. Cái phía dưới thì nó có vài vết lông mèo sơ sơ đó, đẹp trân rồi không sao các bác, còn lại nó đẹp ngất, tuyệt hảo hết nha. Là hai cái bao này là em mới về sáng là đã có khách lấy rồi nha các bác, còn bao RBL này tối là em sẽ quay cho hai con này là khách lấy rồi nha. Đây, đẹp xuất sắc nha. Máy vàng thì sỉ, dòng máy cơ automatic. Phía dưới này thì đặc trưng cái con nào cũng có lông mèo nha các bác, sơ sơ này các bác. Cái này các bác dùng cana mình chùi nó cũng hết thôi. Đấy. Series con này là 36742 nha. 36742 đó, 36742. Còn phía trên thì đẹp miễn bàn luôn nha. Rado Golden House 6 hộp nha các bác, 6 hộp. Kính zin theo máy. Bác nào yêu đồng hồ thụy sĩ Rado Golden House thì liên hệ cho em nha. Size 36 năm, rất là phù hợp với các bác tay 18 trở lại, tuyệt vời luôn. Đây là nấm chỉnh nè các bác. Logo của Rado. Đẹp xuất sắc luôn nha. Đấy là 3 cá ngựa nha các bác, 3 cá ngựa nha. 3 sao, 3 cá ngựa 3 sao luôn, Rado. Con này em giao các bác là 11 bao ship nha. Về được có 1 con các bác, mới gắn dây giao về cho các bác luôn này. Chỉ có nhược điểm sơ sơ là vài lông mèo phía dưới này thôi, nó đặc trưng mình đeo lên tay nó bị các bác. Đấy, có thêm đấy. Còn lại đẹp ngất ngay, không điểm trừ luôn nha. Dây thì mới vào, dây da. Dây này rất mập mạp, rất phù hợp với cái thiết kế của Rado Golden House. 6 hộp nha các bác, 6 hộp. Một lịch 11 triệu bao ship, bác nào lấy con này thì alo cho em lên tay các bác cùng xem này. Đây, lên tay rất là đẹp. Tay mà 18 đô lại, 16, 17, 18 đeo con này đẹp tuyệt vời nha. Bác nào lấy alo cho 2 số điện thoại trên nha. Giá em đang để là 11 bao ship nha.